cách để trẻ hơn mỗi ngày của Khánh Thi. Khánh Thi luôn biết cách để bản thân trở nên tươi trẻ hơn mỗi ngày. Khánh Thi Phan Hiền không chỉ là cặp đôi nghệ sĩ tài năng nổi tiếng của Vbiz mà còn được chú ý bởi câu chuyện tình yêu vượt qua khoảng cách tuổi tác để gặt trái ngọt. Ở trên sân khấu hay đời thường, cả hai luôn dành cho nhau những tình cảm cử chỉ ngọt ngào. Như mới đây nhất, bên cạnh hình ảnh quỳ gối rửa chân cho vợ, Phan Hiền còn khiến dân tình trầm trồ cùng lời nhắn. Dù diện trang phục thế nào, ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì việc chăm sóc nàng ý đều khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc. Có thể thấy, dù hơn chồng đến 11 tuổi nhưng Khánh Thi luôn được nhận xét là trẻ trung, quyến rũ và không có sự chênh lệch khi đi cạnh Phan Hiền. Ở tuổi 41, trải qua hai lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, mềm mại và uyển chuyển. Vốn là một vận động viên dance sport nên Khánh Thi tập luyện thường xuyên. Đây là vận động toàn thân yêu cầu cơ thể phải phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, từ đó đốt cháy calo hiệu quả. Đặc biệt, Khánh Thi được ông xã hỗ trợ tập giảm cân bằng cách động viên, xây dựng phương pháp tập luyện cùng nhau. Ngoài tập nhảy, Khánh Thi còn tập yoga. Yoga là những động tác giãn cơ, giúp cơ thể dẻo dai hơn, sẽ bổ trợ tốt cho việc tập nhảy. Khánh Thi từng trải lòng, có rất nhiều lý do khiến cô giảm cân và giữ dáng nhưng quan trọng nhất là cô muốn đẹp hơn trong mắt chồng. Ngoài ra, song song với tập luyện thì cô còn thực hiện chế độ ăn khoa học. Người đẹp thường xuyên ăn thịt, rau củ, uống nhiều nước nhất có thể và dùng thêm thuốc bổ. Cô ăn một bát cơm chia làm hai bữa và bữa ăn cuối cùng trong ngày kết thúc trước 7 giờ tối. Phụ nữ khi bước qua độ tuổi 40 như Khánh Thi, sức khỏe thể chất sẽ dần suy giảm. Vì vậy, cần đảm bảo nạp đầy đủ các dưỡng chất cần cho cơ thể bằng các loại thực phẩm vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp làm đẹp da chuẩn dáng như isoflavone, canxi cùng vitamin D, acid folic, vitamin B9 cùng cobalamin. Vitamin B12, biotin, hyaluronic acid. Ngoài ra, chị em ngoài 40 cũng cần điều chỉnh những thói quen không tốt như quên bôi kem chống nắng khi ra ngoài là nguyên nhân dẫn đến lão hóa da.